chào, ngày hôm nay mình rất là hồ hởi, hí hửng mời các bạn lên xe dạo quanh một vòng Hồ Tây. À mà nhầm, dạo quanh một vòng trái đất để giao du với những nhân vật ảo từng phá đảo thế giới ảo. Họ chẳng có gì ngoài một cái đầu cứng hơn đá, một đôi tay bé hơn cả máy cưa và một hơi thở đủ dài để hít thở không khí trên khắp trái đất này. Vậy đó là những cái tên nào thì mời các bạn đến với những kỷ lục điên rồ trên thế giới. Kỷ lục Rubik dưới nước. Nói thật với các bạn nhé, giải một khối Rubik đã không hề dễ dàng rồi. Mình là mình phải mất đến cả tháng ăn chung ngủ chung với nó thì mãi mới xong đấy. Thế mà trên thế giới này lại tồn tại một dị nhân có thể giải hẳn 6 khối Rubik chỉ trong chưa đầy 2 phút. Nhưng, không chỉ đơn giản là giải Rubik mà được ghi vào Guinness đâu nhé quý vị ơi. Anh chàng người Guinea này đã giải thành công 6 khối Rubik liên tiếp trong một lần nhịn thở duy nhất dưới nước, trong thời gian 1 phút 44 giây. Sinh viên 18 tuổi đã giải thành công tổng cộng 6 khối Rubik trước sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Kỷ lục giải Rubik dưới nước trước đó thuộc về anh chàng Anthony với thành tích giải 5 khối Rubik trong một lần nhịn thở dưới nước tại bang New Jersey của Mỹ. Kỷ lục này thì vẫn chưa làm cho anh chàng cảm thấy thỏa mãn. Anh đã dành 6 tháng luyện tập và tin tưởng rằng kỷ lục mới của cậu sẽ tồn tại trong thời gian dài. Xin nhận cú tay hạ mục lại nhà Sư Huynh ơi. Sư Huynh đúng là đính của đính kim tự tháp luôn rồi. Bạn là nhất, bạn là số 1. Dùng đầu đập vỡ 51 quả dưa hấu. Tương truyền trong giang hồ có một môn võ tên là Thiết Đầu Công, thất truyền đã lâu lắm rồi. Nhưng mà đến hôm nay thì đã được mở mang tầm mắt khi mà chứng kiến một cao thủ trong làng bổ dưa. À mà là bổ dưa bằng đầu nhá quý bạn và các vị. Vâng, đó chính là Nassim Nashem, 32 tuổi, thực hiện màn trình diễn dùng đầu đập vỡ dưa hấu tại trường trung học xanh ở thành phố Karachi, Pakistan. Mục đích của anh đã vượt qua kỷ lục thế giới hiện tại đang thuộc về Tazi Ame đến từ Đức với thành tích đập vỡ 43 quả dưa hấu bằng đầu trong vòng 1 phút. Trước sự chứng kiến của đại diện từ tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới và khán giả, Nassim bắt đầu dùng đầu đập vỡ lần lượt các quả dưa hấu được xếp thành hàng dài. Sau thời gian 1 phút, người đàn ông này đã dùng đầu đập vỡ 51 quả dưa hấu và đồng thời lập kỷ lục thế giới mới. Không chỉ sở hữu cho riêng mình kỷ lục đập dưa hấu bằng đầu, trước đó Nassim cũng từng lập kỷ lục thế giới tương tự với quả óc chó. Anh đã đập vỡ bằng tay 281 quả óc chó trong thời gian là 1 phút. Thật sự là mình cũng không thể biết được rằng quý huynh đài này có phải là người bình thường nữa không cơ chứ. Kỷ lục lái xe máy chạy trên mặt nước. Trước giờ thì mình có nghe đến luyện khí công năng ba vi bộ trên mặt nước hay là lướt trên mặt nước bằng bộ thiết bị đẩy nước như Iron Man. Nhưng mà trường hợp của anh chàng Luca Colombo này đã làm mình quên hết tất cả những cái thứ ở trên. Chiếc mô tô hiệu Suzuki IMG 450 của Luca được chỉnh sửa lại bởi công ty Redcast Moto để có thể di chuyển được trên mặt nước. Nó được trang bị thêm ván lướt đặc biệt để tạo thủy động lực và giúp xe nổi trên mặt nước một cách ngon lành canh nào. Anh chàng người Ý đã lập kỷ lục thế giới về điều khiển mô tô di chuyển trên mặt nước với quãng đường dài nhất có thể. Để đạt được thành tích này, anh đã lái mô tô từ thị trấn Gavedona vượt qua mặt hồ Como dài khoảng 5 km để tới thị trấn Colico. Nào, giờ thì mình cùng xem anh chàng này đã đạt kỷ lục Guinness như thế nào nhé. Đoạn video được ghi lại từ tàu cao tốc phía sau cho thấy Luca đã điều khiển chiếc xe mô tô chạy phăng 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 trên mặt nước với tốc độ tối đa lên tới 75 km. Anh phải đối mặt với khó khăn từ những con sóng trên mặt hồ. Nhưng mà không có gì có thể làm khó được sự quyết tâm của con người này. Bất chấp mặt nước trong tranh, Luca cuối cùng đã điều khiển chiếc xe mô tô chạm tới vạch đích trong khoảng thời gian chỉ có 5 phút mà thôi. Khi mà đến đích, khán giả reo hò và anh chàng này có vẻ như đã rất là hạnh phúc. Xin chúc mừng anh nhé! Dùng tay không đập tan 124 trái dừa. Đố các bạn, ai là người sở hữu bàn tay to nhất thế giới? Các bạn có 3 giây để thả ngay bình luận phía dưới trước khi nghe kết quả của mình. Nào, bắt đầu nhá! 1, 2, 3, hết giờ! Đáp án là... chắc chắn không phải là MCK rồi. Thế nên
các bác nào mà comment MCK ở đây là sai ngay từ vòng gửi xe rồi nhá. Chính xác, người đàn ông tay to mình nói đây chính là Abes Dominic, 25 tuổi, là người Ấn Độ. Tuy không sở hữu bàn tay to đúng theo đúng nghĩa đen, nhưng mà anh chàng này lại sở hữu một kỷ lục mà không một người bình thường nào có thể làm được. Anh đã lập kỷ lục thế giới trong một buổi trình diễn ngày 18 tháng 2 tại quê hương Anh ở thành phố Kottayam, bang Kerala, Ấn Độ. Trong thời gian chưa tới 60 giây, Dominic đã dùng tay không đập vỡ 124 trong số 145 trái dừa. Kỷ lục thế giới trước đó thuộc về Mohammed ở Đức với thành tích đập vỡ 118 quả dừa trong thời gian 1 phút. Và trước khi thực hiện kỷ lục này thì anh chàng này cũng rất là tự tin đấy. Gáy, ỏ ó ó. Rằng anh chắc chắn sẽ được ghi vào sách kỷ lục Guinness. Ngoài khả năng đập dừa bằng tay không, Dominic cũng thường xuyên trình diễn một số trò chơi mạo hiểm khác như là bẻ gãy khúc côn cầu và đập vỡ mũ bảo hiểm bằng tay không, dùng răng kéo xe buýt di chuyển 50m, dùng lưỡi dừng quạt đang quay với tốc độ 2.000 vòng trên 1 phút. Anh chàng này làm mình nhớ đến một siêu nhân Ấn Độ với khả năng bẻ cong thời gian mà mình đã từng xem đâu đó trên mạng rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem anh chàng này biểu diễn với âm thanh sống động nào. Để 6 vạn con ong bầu trên mặt. Ô là trời, chỉ cần nhìn thấy tổ ong gần mình thôi là nhiều người đã vắt chân lên cổ mà chạy vì sợ hãi té đái rồi. Vậy mà có những người dường như miễn dịch với loài ong. Họ sẵn sàng để cả ngàn con ong bầu kín người mà không hề hấn gì. Cũng đến từ đất nước siêu nhân Slow Motion Ấn Độ, cũng đã có một kỷ lục không dành cho bất cứ thành niên nào sợ côn trùng. Vâng, đó chính là chàng trai 24 tuổi được người dân địa phương gọi với biệt danh là Bậc Thầy Thiên Nhiên, đã coi những con ong là bạn thân của mình từ rất là bé. Anh đã biểu diễn giữa những con ong trên mặt từ khi mới 7 tuổi và dùng chúng để dọa những đứa bạn cùng trang lứa. Bậc Thầy Thiên Nhiên cũng nắm giữ kỷ lục Guinness Thế Giới là người giữ nhiều con ong trên mặt trong thời gian lâu nhất, 4 tiếng, 10 phút, 5 giây. Ngay cả những người nuôi ong chuyên nghiệp còn phải dè chừng nếu không muốn bị ong mật đốt. Thế mà anh dài này lại có thể làm cái điều này. Có thể anh dài này kiếp trước là ong chăng? Anh dài người ong này cũng cho biết, cuộc sống hàng ngày của anh gắn liền với tiếng vo ve ồn ào của những con ong lúc nào cũng bay xung quanh đầu anh. Và anh có thể đọc sách, đi bộ, thậm chí là nhảy nhót với chúng. Mình cũng không biết là anh chàng này có định cưới ong làm vợ không nữa. Chứ cô nàng nào mà về làm dâu nhà này, chắc là bị ong này thịt không còn đường lui mất. Vâng, sau khi các bạn đã cùng mình dạo quanh thế giới điểm qua những kỷ lục điên có thừa thì các bạn cảm thấy như thế nào? Có thấy thú vị hay không? Hãy để lại chia sẻ phía bên dưới cho Thế Kỷ 22 nhé! Còn bây giờ các bạn cũng đừng có quên là hãy like, share, subscribe và nhấn luôn cái chuông để theo dõi, ủng hộ kênh của chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại!